Alo, alo. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Kiểu Bóng Phần Khánh Thì uh, hôm qua mình có lên cho anh em hai video rồi phải không ạ Hai video ở hai trận đấu uh, khác nhau Nói chung là uh, cũng rất là quan trọng Trận đấu phần này ở uh, ga 2 giữa Alavet gặp E3 Trận đấu này thì như mình đã nói với anh em rồi Thằng chủ nhà Alavet thì nó kinh nghiệm ở trên uh, chiến trường nhiều hơn Nhiều hơn đối với thằng E3 và phong độ gần đây của thằng Alavet cũng tốt hơn cộng với lợi thế sân nhà. Thì kết quả cuối cùng anh em thấy rồi. Uh, 20 FT. Và mình có cho anh em kèo à, tài 0.75 HT và Alavet chấp 0.25 FT. Thì anh em đã ăn được cả hai mã. Có mã tài hiệp một thì anh em ăn được một nửa tiền. Còn những anh em nào mà cố nhồi thêm thì là chết nhá. Trận đấu hôm qua thì mình chỉ nên cho anh em hai kèo này thôi Ở trận đấu thứ hai mình nên cho anh em đó là trận đấu giữa Italia U20 Italia và U20 Hàn Quốc Thì trận đấu này mình nên cho anh em cũng có hai mã kèo hai mã kèo duy nhất Thì mình cũng cũng nói với anh em rằng nếu anh em nào máu có thể đánh kèo Hàn Quốc được chấp 1 Thì uh, những anh em nào mà xem trực tiếp trận đấu này thì chắc hiệp 2 có thể là quay đầu đánh lại ở ý. Nhưng mình uh, sẽ không nói nhiều về nó nữa mà nói đến hai kèo mình đưa cho anh em. Thì mình đưa cho anh em kèo tài 1.25 HT. Thì anh em thấy rồi, hiệp 1 một đều. Thì uh, bú full được kèo này và kèo tài 2.75 FT. Thì uh, mình đã nói rồi, đợi ăn đủ hoặc kèo 2.5 ăn cao thì anh em vào thì rõ ràng là anh em đã ăn được chọn hai kèo này. Vậy là ở trận hai video mình lên cho anh em đã ăn thông được cả bốn kèo nhá. Đó là những những kèo mình đưa cho anh em trên video. Còn với những kèo ở trên nhóm mình đưa cho anh em thì đây. Anh em hãy nhìn qua anh em trên nhóm hôm qua. Ăn rất là nhiều nhá. Ông nào ít nhất thì cũng kiếm được đôi củ, còn có ông thì kiếm được đến mười mấy củ cơ. Đây. Nhiều anh em thì uh, ăn ăn thì uh, ăn thông mấy ngày, hôm nay thì có nói là cà phê cà pháo nhưng mà mình nghĩ rằng anh em nên để tiền đầu tư mạnh tay vào trận chung kết C1. Hoặc là anh em có thể uh, để tiền, hôm nay cũng lại hôm nay thì sẽ không có một trận đấu nào uh, lớn cả, chỉ có giao hữu hoặc những trận bóng cỏ thôi khả năng cao là tầm uh, sau video này khoảng 4 4 giờ mình sẽ lên uh, nip bóng cỏ cho anh em thì mình sẽ tìm kiếm một số thông tin về một số trận đấu bóng cỏ ở uh, giải uh, Trung Quốc và giải Úc giải hạng 2 của Úc và giải U23 của Úc nha anh em Mình thì uh, chắc chắn bóng cỏ thì mình sẽ đánh tài nhiều hơn bóng cỏ thì sẽ đánh tài hoặc dung chứ bóng cỏ thì uh, Khả năng à, đi trận thì sẽ rất là ít Đây trở lại với tin nhắn của anh em Thì à, Anh em nhìn thấy đấy, Đúng không ạ Ông nào à, Có quả bóng này rồi, Theo xếp 4 mã full 2 Hòa 2 Nói chung là Những, những ông nào mà đầu tư theo kèo mình lên Thì à, Kiếm cũng khá, khá khá một tuần vừa rồi nhá. Gần như chưa có một ngày nào Thua Ngày nào ít cũng được một hai kèo Cho nên là những anh em nào mà có nhu cầu một trang trả trước Có nhu cầu nhiều mã kèo hơn Hoặc kèo góc kèo thẻ hay là Có nhu cầu chơi bóng cỏ Thì hãy liên hệ với mình Để vào nhóm mình cùng đầu tư Thì anh em trong nhóm thì Rất là ok luôn Nói chung là anh em chơi thì phải có phương pháp Chơi phải có biết điểm dừng Nói chung là như vậy Chứ chơi mà lan man là chỉ có ra đảo thôi. Rồi, đó là những gì mình muốn nói với anh em ở đầu video. Tiếp theo thì uh, hôm nay mình sẽ lên cho anh em uh, một trận đấu, một trận đấu uh, giao hữu U23. Trận đấu giữa U23 Mexico gặp U23 Qatar. Thì trận đấu này nó sẽ diễn ra vào, uh, xem nào, nó sẽ diễn ra vào lúc uh, 10 giờ 30 tức 22 giờ 30 anh em nhé. Thì với thằng uh, U23 Mexico Thì uh, như anh em biết rồi U23 Mexico nó khá là mạnh nha Khá là mạnh Trong cận uh, gia quân ở giải uh, giao hữu Tuno này Tu này Thì uh, U21 Mexico đã giành uh, chiến thắng 2-1 trước uh, U21 Địa Trung Hải Tuy nhiên uh, đó là trận đấu Côn Cáp trận đấu Mexico thua kèo chấp 1 1/2. Và rõ ràng là tỷ lệ chấp uh, cao như vậy cho thấy là nhà cái họ đưa ra sự tin tưởng cho U21 Mexico. Cũng ở giải này năm trước thì uh, U21 Mexico từng thắng U21 Indonesia, U21 uh, Colombia và U21 uh, Ghana. Và họ chỉ để thua U20 uh, và U21 mươi uh, một Nói chung là với một giải giao hữu và với cấp độ trẻ thì uh, cũng rất là khó nói nhá. Rất là khó nói vì thực sự là thông tin của từng cầu thủ hay sơ đồ ra sân gần như là mù tỷ anh em ạ. Mình làm trận đấu này cho anh em dựa trên các cái con số thống kê gần đây thôi nhá. Và với đội uh, U23 Qatar thì uh, họ đã xuất sắc cầm hòa U23 Úc trong bối cảnh được uh, Úc chấp một một hòa. Cho nên là trận đấu này thì mình nghĩ rằng là hai đội này anh em đừng tưởng U23 Qatar nó yếu nhá. U23 Qatar hiện tại nó nhập tịch rất nhiều cầu thủ từ Nam Mỹ và châu Âu. Cho nên những ai mà tưởng U23 qua tài yếu thì anh em sai lầm nhá Sai lầm đấy từ đội tuyển quốc gia đến các nữ U hiện tại qua ta nó bỏ tiền ra mua rất nhiều cầu thủ để về đá cho đội tuyển quốc gia cũng như các đội tuyển trẻ và trong thời gian qua thì ở U23 qua ta đã hòa U23 Ả dập Saudi, thua Thái Lan 0-1 và UAE Nói chung là có thể rằng ở nửa U thì họ đá không bằng Ví dụ như Thái Lan thôi Nhưng nếu gặp đội tuyển Qatar thì Thái Lan nó dã Qatar nó dã cho không còn đường về luôn nha anh em Để xét về thành tích phong độ gần đây thì uh, 5 trận đấu gần nhất Qatar thua đến 4 trận Và chỉ thắng một à hòa một trận trước Úc Còn với Mexico thì họ có phong độ cực kỳ tốt nha 5 trận đấu gần đây thì họ giành được 4 chiến thắng một trận hòa Xa hơn 10 trận thì họ giành được đến uh, 8 trận thắng và hai trận hòa Thắng trước cả Mỹ này U20, uh, U21 Mỹ này Thắng trước U21 Canada này Hòa U21 uh, Honduras Còn với uh, thằng uh, Qatar thì tính xa hơn 10 trận thì nó cũng chỉ giành được uh, 2 chiến thắng, một chiến thắng thôi Còn đâu cũng hòa, và ở trận đấu này thì mình tin tưởng rằng chắc chắn là U21 Mexico sẽ làm cửa trên nha anh em. Về đội hình thì mình thực sự là không tìm kiếm được cái sơ đồ ra sân ở trận đấu này. Và như thông tin mình có thì hai đội tuyển sẽ có toàn bộ đội hình mạnh nhất ra sân. Cho nên ở trận đấu này thì mình nghĩ hai đội sẽ chơi tấn công sang phẳng tiếp theo thì uh, anh em hãy cùng mình đi tới cái mức kèo hiện tại trên trang mà mình đang đầu tư với mức kèo Mexico chấp 1 hòa anh em sẽ bỏ đủ ăn 8 năm và anh em đi qua ta sẽ bỏ đủ ăn 99 một kèo chấp cực kỳ cao anh em nhá mình không nghĩ rằng là U23 qua sẽ nép phế hoàn toàn trước U23 Mexico đâu và kèo Tài cả trận sẽ là tài 2,5 Bỏ 98 ăn đủ Và kèo xỉu sẽ là bỏ đủ ăn 80 nha Tài xỉu hiệp 1 sẽ là một hòa Và kèo Mexico chấp 0,5 HT Bỏ 92 ăn đủ Thì trận đấu này mình sẽ hướng anh em đi hai kèo thôi hai kèo nha Mình tin rằng Mexico sẽ thắng được hiệp 1 Nhưng kèo cả trận thì Mexico chỉ hòa đến thua Khả năng cao cả trận sẽ là 2-1, cho nên mình ở hiệp 1 mình sẽ đánh kèo 0,5. Mexico chấp 0,5. Nhưng nếu anh em nào mà kiên trì đợi được tầm 10 đến 15 phút thì hãy đánh kèo 0.25 nhá. Nhưng mình sẽ đầu tư vào thẳng kèo 0,5 luôn, bỏ 92 ăn đủ. Và kèo 2,25 FT bỏ 98 ăn đủ. Đó là hai kèo mình muốn lên cho anh em, nhá. Rồi như vậy là mình đã lên cho anh em và đưa cho anh em những thông tin cơ bản về trận đấu giữa U23 Mexico gặp U23 Qatar ở trận giao hữu Toulon ở Pháp thì những anh em nào hiện tại chưa có một trang trả trước uy tín hoặc đang đầu tư qua cò hay trả sau mà có nhu cầu một trang trả trước uy tín rút tạp nhanh chóng hãy liên hệ ngay với mình hiện tại thì nhóm mình cũng có khoảng được 20 năm thành viên rồi thì những anh em nào cầm một nhóm chơi giao lưu, anh em uh, hết bóng chính rồi thì có thể giao lưu bóng cỏ. Một số anh em thì chơi bóng cỏ khá là tốt. Thì uh, hãy liên hệ ngay với mình, mình sẽ đưa anh em vào nhóm để giao lưu cùng tất cả mọi người và có được những thông tin có được những kèo để anh em đầu tư mang lại lợi nhuận cho anh em. Ok, video của mình đến đây cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Hẹn gặp lại.